thứ tư 4 tháng 10. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Hôm nay em lên một ít hàng mồi thuốc. Cái giao dịch của bên em nghĩa là một cái khoản đủ free ship, hai code cọc dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu dùm em và phí code anh em 1 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shipper Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Bên em chỉ nhận cọc mới đi hàng nha anh em. Anh em mong anh em mới hết sức thông cảm. Thì có ngại ngần gì thì nếu mà ở Sài Gòn tới trực tiếp tại Bình Tân giúp em. Anh em lên Google gõ Shipper Hải Nguyễn là có địa chỉ à. Anh em ở xa thì có thể theo dõi kênh của em thường xuyên để có thể là xem cái cách bán hàng của em như thế nào. Và em chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em. Em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Qua giờ quên. Xin cảm ơn một anh khách. Một anh khách mà mua hàng tặng cho em nhiều thứ lắm. Đây là một con đu bông. Khách này là có 1 con 2 luôn. Một con đu bông một lai phơm cao. Em xin cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em để em mồi thuốc. Thì mình lên một cái hàng hôm nay cũng hàng mồi thuốc thôi. Có một số anh hỏi dùng ven, em có soạn hai con ven rơm á. Khách hỏi ven rơm. Đầu tiên em lên một con Sapphire. Thì trạng cũng còn khá là đẹp. Có qua sử dụng, rất là ít. Và cũng có hơi xước xét xíu. Nhưng mà nhìn trực diện thì anh em không thấy được đâu. Đây, nó hơi xước, kiểu dòng HB ít rồi. Là xước 25. Và lề cúc lề này em đã thay để chỉnh năm cho anh em. Xước nhẹ, không cắn mớp nha anh em. Sử dụng rất ít, nó ấm thối nhẹ, buồn đốt cũng vậy không. Cuộc trùng 5K15, vỏ yên 15. Tổng thể con này không có mớp. Chưa sửa chữa nha nè. Mã số 1, 350. Một con vinh tẹt không chặt gốc,
sản xuất 2016. Con này lúc trước nó mạ một cái lớp, cái này nó như nó mạ một cái lớp sơn xanh sapphire luôn á. Thì con này đã được spa, con này đã được spa nha anh em. Và ở đây nó có một điểm cấn nhẹ ha, cấn kim nhẹ thôi. Cái điểm mấy cái điểm rơm của nó hơi bị lỗi rơm ở đây, tức là cái lớp mạ trước của nó là lớp này nè, rồi bên trong nó phủ một cái lớp dạng như xanh sapphire lên đó nè. Ra giờ nó phôi phai, nó có phôi phai nên có đánh nó ra thì thấy là lớp rơm lúc trước của nó, bởi vậy nó mới mạ lên á, kiểu nó lấp á, kiểu hãng nó lấp á, những cái vết đen này nè. Cứng thì để về xài luôn, mai mốt khỏi phải chơi mất công chỉnh. Một chục năm ha, 26. Chưa sửa chữa luôn nha anh em, 350 luôn. Số 2 bơm bích chặt, không chặt gốc. Sửa chữa luôn nha anh em. Con này tốt nhẹ. Mã số 3350 luôn. Anh em cần cây số mọi thuốc đó, anh em chọn con nào đó. 4/10 mã số 3. Slim này để anh em chơi. Con này là một con đồng dạng đồng thô. Lề nó chưa có vát cạnh luôn nè ha. Và chủ đề zin, chủ đề US Navy zin. Chủ đề này zin hãng nha, bao cho anh em zin hãng. Con này sản xuất năm 90, mọc ngược. Có cứng dâm. Lề thô nè anh em. Lề thô là nó chưa có vót, nó chưa có bo, nó tròn tròn á. Đây thường anh em nhìn vô thấy nó vuông vậy nè. Đây là những cái ấy mà em lau cà na. Đây là những cái đồng oxy hóa. Em lau cà na lại cho nó hơi sáng thôi, còn autoson thì nó sẽ bay mất những cái điểm đó đó. Và nó sẽ thành sáng trưng luôn. Anh em thích thì em có thể lau lại cho anh em. Có vết cấn nhẹ nè.
Con này chủ đề US Navy Hải quân Hoa Kỳ riêng hãng nha anh em. Tổng thể của nó thì có một vài điểm cấn nhỏ thôi. Một con slim chủ đề quân đội đáng chơi. Thì những cấn nhẹ thôi. Chưa sửa chữa. Bao chủ đề riêng nha anh em. Ruột đẹp. Ruột trùng năm rõ bạch ha. Những cái điểm đen 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 là nó oxy hóa. Cái này là để lau AutoSol là nó sẽ hết cho anh em. Còn không mà để cái màu này thì nó sẽ hay hơn, nó thật hơn. Còn lau AutoSol ra xong thì cái màu nó sáng bóng. Tùy anh em có quyền yêu cầu. Satin sản xuất 599, đầy đầu satin luôn á nè. Đây cũng được gọi là đầy thô nè. Đây nó có dăm nhẹ ha. Chân đơn giản. Có vài vết dăm nhẹ thôi. Lề lỗi đẹp. Đơn giản cho anh em thích dòng này, nó cũng cầm nó nhám nhám, nó đỡ tuột. Vai xước cắt full nắp, sản xuất 599, đáy lồi thị trường Nhật, lề lối đẹp, có một điểm dăm nhẹ. Cái này nó có hơi dăm dăm nhẹ, con này nó cắt hai mặt luôn. Limited gì. Mặt trước thì khắc full nắp, mặt sau thì khắc phần thân dưới ha, khắc hai mặt. Âm cũng hay luôn. Bánh bé. Chính chính trùng.
sướng nữa. Chủ đề gì có chủ đề thằng lặng. Sản xuất năm 97. Không gắn mớp gì nặng ha. Màu rơm cũng còn thấy khá là đẹp. Năm hay luôn. Trùng năm 97. Trùng nó có hơi xước nhưng mà cái màu của cái màu mạ của nó còn đẹp. Nằm trong ở bên trong mà quan trọng là lưỡi gà bánh xe. Mọi hoạt động của nó tốt là ok. 52. Bởi bánh xe. Bánh xe bán lưỡi gà khỏe, chưa sửa chữa nha anh em. Có cấn và nó phôi phai ha. Cái chữ này của chủ cũ anh em có emblem á, vậy không thích thì dán lên mình che lại cũng được. 63 này nó có dâm mà nó có té ha. Lề lỗi thì bảo đảm xài ok. Em có canh chỉnh đồ lại hết cho anh em rồi. Nó có cấn dâm của dòng xưa ha. Được cái con này thì nó chưa sửa chữa mà nó có phôi phai và cấn theo thời gian. Em bán cái giá thì cho anh em để mình em mồi thuốc thôi. Em thu vừa con này cũng rẻ thì em bán rẻ cho anh em. Em làm cho anh em bị cứng cáp hết rồi. Để nói tới đây còn xăng luôn. Qua sử dụng tới cỡ này thì nó sẽ có phôi phai, nhưng mà quan trọng là em bao hoạt động tốt cho anh em thôi. Với cái giá tiền mà em sắp đưa ra thì hợp lý cho anh em để anh em chơi. Ok, bánh xe, lưỡi gà, bản lề đại đều ok hết. Bốc bột cũng còn khá dài nha. Ruột chuẩn ha, một mặt chữ, lưỡi gà, lá lúa, bánh xe, sỏ chỉ. Quan trọng là nó hoạt động như thế nào thôi, còn muốn hàng đẹp hơn nữa thì bắt buộc là mình phải bỏ cái số tiền nó cao, khá cao. Bởi vì dòng xưa này thì nó khá cao tiền nếu mà nó là một con hàng đẹp. Sử dụng bảo hành cho anh em đầy đủ. Đây là một con dân chơi gọi đồng này là đồng thô đây anh em. Con này sản xuất 201 và thường nó có những anh em hiện tại đang sưu tầm cái dòng này là nó năm 2000 và 2001. Màu đồng thô nó lên những cái màu nó rất là nhìn nó lạ. Lệ thô nè hả? Những cái dấu bấm lề của nó thường nó sẽ thô hơn, nhìn nó khô thiển hơn cái những cái dấu bấm lề của những cái con khác. Con này thì tổng thể nó khá đẹp. Ở đây có một điểm
mà chấm kim. Bao con này đồng zin nha anh em, và màu nó là tự nhiên như vậy nha. Bánh bén. Ruột trùng năm. Ruột cũng còn khá đẹp. Nhìn cái màu bên trong. Bao chuẩn đồng thôn. Từ động thô là nó những anh em chơi á, dành cho cái dòng này. Thực chất ra mình sử dụng cái từ là đồng này nó chưa qua xử lý bề mặt á, thì cái màu nó lúc mà sản xuất ra nó sẽ không được láng mịn như là những cái dòng solid brass nha anh em. Tại vì cái dân chơi cái dòng này thì thường là gọi nó là động thô, nhưng đúng ra là nó là một cái con sản xuất ra nó chưa có được xử lý qua bề mặt và xử lý lại. Con này chỉ có những anh em chơi dạng chơi dòng này thì mới biết cái giá của nó, tại giá nó cũng khá cao. 4 tháng 10, mã số 9. Rồi em lên tiếp cho anh em. Đây là một con 87 vỏ đồng xã sơn tỉnh Điện nha anh em. Giờ này kiếm một con 87 mà vỏ đồng zin á là hơi khó ha. Đồng zin mà kiếm kiếm ba la mã này là hơi khó. 87 thì anh em chỉ có thể chơi cái dòng chu niên 3287 thôi. Chứ còn một cái mộc mà la mã vậy thì nó hơi khó kiếm về cái dòng vỏ đồng nha. Con này thì là nó xả sơn tĩnh điện, em nói rõ cho anh em ha. Và khi mà xả ra thì nó cũng một vết quần như vậy, những cái vết quần như vậy hả. Nếu như mà anh em muốn sáng bóng thì em lấy ultrason em lau một cái là nó sáng à. Và cái vỏ này á, nó là một cái vỏ chưa có qua sử dụng luôn. Hôm trước em có lên cho anh em một lần là một cái con màu sơn màu nâu á, không biết anh em còn nhớ cái con đó không. Thì em hôm nay em xả nó ra, em lấy cái vỏ và em đưa cho anh em một cái ruột ba la mã ruột vàng luôn qua sử dụng, để giờ cho nó tông sự tông chút xíu. Ruột thì giữ sử dụng cho chu niên 3287 luôn. Anh em thấy những còn cái vết màu nâu nè, vết sơn cũ. Con này là xả sơn tĩnh điện chứ không phải là xả rơm nha anh em. Đây là những cái vết sơn cũ nè. Đây nè. Thì xả sơn tĩnh điện nó cũng như là brass zin thôi. Tại vì khi sản xuất ra rồi nó được xử lý bề mặt xong rồi nó phủ lên lớp sơn tĩnh điện lên, để nó ra một cái mà mẫu và một sản phẩm khác thôi. Chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái xả sơn tĩnh điện, nó không ảnh hưởng gì tới cái vỏ hết thôi. Và ngay cả hiện tại bây giờ xả rơm nó cũng vậy, nhiều anh em có tư tưởng như là nhúng axit đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng cái vỏ, không có. Dung dịch bây giờ á là nó làm là nó chỉ ăn vào cái lớp rơm và cái lớp niken thôi, không ảnh hưởng trực tiếp gì vào đồng cả, nên cái vỏ nó cũng y chang như vừa vẫn bình thường như vậy thôi. Rồi bên em thường xả là dùng những cái dung dịch đó. Chứ không phải như axit mà anh em nghĩ là đem kiểu mà nó ăn mòn dữ dằn, nó không có đâu. Con này là cái vỏ neo luôn, không cấn mớp. Em để cái ruột chu niên 3287 vô cho anh em luôn.
cho tóc truyền thống và muốn làm sáng bóng thì em lấy auto son em lau lại cho anh em. Cũng hay vậy. Nguyên xin cũng chưa sửa chữa luôn ha. Cái tình trạng em báo thì anh em cố cố gắng lưu ý nghe mô tả giúp em nha. Hàm con này cũng hay. Bánh bé. Chưa sửa chữa. Con này bây giờ anh em kiếm mà thử anh em đi kiếm một cái vỏ đồng mà 87 á. Hơi bị khó. Hàng xả thì có. Là những cái con xả sơn này ra nè thì mới gặp thôi. Hàng xả rơm á. Xả sơn này thì cũng ít ít gặp mà những con được 87 vỏ đồng lắm. Thường là ra rơm là nhiều. Giá này không chơi là không có con gì nào mà kiếm được một con đồng 87 nha. Em lên cho anh em một con độc dừa. Con này thì nó chỉ là một con copper 03 bình thường thôi. Rồi tới giờ rồi đó. Nó chỉ là một con copper 03 bình thường thôi. Nhưng mà nó đây á, cái mọc của nó là mọc A, tháng A. Bây giờ thường anh em sẽ gặp những cái con copper 03 là bắt đầu từ tháng C, tức là tháng 3 cho tới E, C, D, E, F. Thì anh em gặp rất là nhiều trên cái con copper 03. Con này em muốn lô eBay về. Và cái mọc này em bao cho anh em là zin luôn. Bao zin cho anh em. Cho anh em soi luôn. Bao mọc zin nha anh em. Và con này là zin hãng luôn. Nhưng mà nó được một cái là nó cái mọc A. Mọc A khá là ít gặp. Và đi chung với một cái ruột B03. Cái điểm của nó là nó cái con này thì nó hầu như là trước giờ là em chưa gặp cái con này. Chỉ gặp mọc C. C trở đi thôi. Cấp 303 mọc C tháng 3 trở đi cho tới F là gặp nhiều. Con này thì qua sử dụng và nó có cũng có vài điểm cấn. Đây một điểm cái máy này, 2 điểm. Con này thì nó cũng bình thường thôi nhưng mà được một cái là cái mọc này nó lạ. Một tháng này là trước giờ tại vì thường là thấy tháng C, bắt đầu từ tháng C. Anh em thử anh em muốn anh em kiếm ra cái mọc này thì em không biết có ai thấy chưa chứ em là lần đầu tiên em thấy mọc này. Mọc tháng A. Như cấp 03. Con này chưa sửa chữa. Cái máy này giờ nó hết chùm được rồi. Hết chùm rồi.
Con này 3.500. Anh em mà thích chơi mạnh vốn thì giết con này chơi, nó hơi độc á. 4 tháng 10 mà số 10 57 mà số 10 11 sử dụng nha, có bút nhựa cho anh em. Trùng năm Chrome phay xước các ăn mòn chủ đề Zippo full nắp ha, và zin của nó là một cái móc khóa, cốt lề của nó là một cái móc khóa đáy lòi xuất thị trường Nhật, hoặc sản xuất năm 92. Tình trạng cũng là chưa sử dụng luôn. Cốt lề này là cốt lề zin nha anh em. Càng nhẹ lắm,
chưa qua sử dụng nha anh em. Ruột mờ giai đoạn ha. Và cái đuôi chữ thì nó là 92 luôn. Con này thì nó có cái móc khóa nên bỏ vào cái hộp nhựa của nó thì không vừa, và nó cũng về nó cũng không có hợp. Em tặng cho anh em một cái hộp linh kiện để anh em có thể để bảo quản. Đây là một con bản kỷ niệm 40 thờ. Và đây là một con van sản xuất năm 99. Và nó đi zin về là cái hộp van luôn. Regular van. Ventian. Con này là nó còn được một cái tem này á, zin của nó luôn ha, nhưng mà cái phần này nó không có bám nhiều nên cũng đã được tháo ra để chép ruột. Đây là nó vẫn còn tem dính trên nắp luôn ha, sản xuất năm 99. Tình trạng con này thì đẹp, ok, hoàn hảo. Con này cũng bằng bụi bặm luôn nè. Ở đây nó hơi cạ nhẹ xíu nè, nó cạ nhẹ để nó thấy nó mất lớp bụi. Đây vẫn còn bụi bặm nè. Ruột trùng năm, ruột chủng theo vỏ ha. Vì nó cái hộp zin của nó luôn. Và ba với anh em là con này bỏ ruột của nó là nguyên thủy đi về như vậy luôn. Nguyên cơm lê. Xui một cái là nó bị tò mò. Không, phần nắp và phần tem của nắp vẫn còn. Đây anh nào hỏi 1.500. Và con ven 40 thờ cũng là 1.500 luôn. Anh em nào thích chơi ven 40 thờ 1.500 luôn nha anh em. Đây bút ven. Bút ven luôn ha. Mất tờ giấy rồi. Để
giấy nó thì cũng là những cái tờ giấy nói chung một cái chung những cái kiểu như là những cái con kiểu như là những cái tờ giấy này như vậy thôi, chứ nó không có phải là riêng cái của cái dòng ven. Cái dòng ven nó không có, nó cũng vậy á. Đây một con 40 thờ, đây là một bản kỷ niệm, con này được sản xuất 2014. Bởi vì cái dòng ven đầu tiên nó là năm 74, nó được sản xuất đầu tiên là năm 74, được hãng công nhận là sản xuất ra thị trường là năm 74. Thì tới năm 2014 nó làm một cái bản này để kỷ niệm là cho cái dòng ven này là được 40 tuổi. Con này cũng còn tem. Và đây là bút của nó luôn. Những anh em chơi gọi là sưu tầm á thì họ sẽ để ý tới từng cái hộp luôn nha anh em. Từ cái hộp phải nó đi theo đúng con zip và một cái combo của nó về như vậy không nha. Họ chơi ta là phải sưu tầm là phải cởi tới như vậy. Và trong cái con zippo á, cái ruột á, có phải nó đi theo cái bỏ luôn hay không, chứ không phải là anh em muốn bỏ cái ruột gì vô là bỏ. Họ chơi chuyên sâu, họ nhìn nhận rất là kỹ, đúng gọi là dạng sưu tầm. Tem này mở lên thì được đó, nhưng mà nó sẽ có thể để lại dấu nên em sẽ không mở nha, để nó có dấu là nó sẽ ảnh hưởng tới con tem niêm phong. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em, nó là một cái dòng bản kỷ niệm và cũng nói với anh em là những cái dòng ven mà đời số sau này á, nó sẽ không khắc ăn mòn sâu cái kiểu chi tiết như là những cái đời đầu đâu ha, và cho tới những cái đời La Mã luôn. Và con này nó làm bản kỷ niệm á thì nó được khắc sâu, nó khắc ăn mòn sâu như là những cái dòng zip dòng trước, những cái đời số sau này nó sẽ không có sắc khắc sâu, hơi càng thôi, nó ra những cái chi tiết hoa văn thôi. Ở đây là một con bản kỷ niệm 40 năm của dòng ven. Rồi anh em thích chơi con nào thì con nào cũng 1.500 ha. Con này thì đời số nhưng mà anh em thấy nó là một cái bản kỷ niệm. Con này như là cũng như ta quên mất tiêu rồi, cũng lâu rồi quên rồi. Con này lúc trước thì cũng nhập cỡ 1.500, nãy giờ lỡ nó 1.500 giờ bán 1.500 luôn. Và sưu tầm thì anh em nào chưa có thì có thể chơi con này. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Em cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào anh em.